Ok, xin chào tất cả anh em nha. Ok, mời đọc ơi, cho anh em xem đồ. Ok anh em ơi, hello Miền Hòn. Ok. Và ok anh em, hôm nay thì sau trận tống kim hôm nay thì Khải được top 2 tống kim, thì đỡ Khải sơ đồ cho anh em xem. Còn đau của Khải anh em ơi, nói thiệt hôm nay là trận tống kim hôm nay bị ép go quá, tự động cuối. Bị ép tự động cuối anh em, tống quá khỏe. Hôm nay mình cũng cố gắng lắm luôn anh em, chết liên tục, tại vì bị phe thua anh em. Ở bên phe thua đánh cảm giác là bị chết liên tục, thì không thể nào mà nhoi đầu lên nổi anh em, ngóc đầu không nổi luôn. Đó anh em, cho anh em xem xét đồ. Chung thì cái đau Khải là mình cùi nhất server đó, cùi nhất server một cái đao không mát cũng không min, nói chung là không mát không chung, nói chung là đao này min hoàn toàn anh em. Đao này thì mang vào thì đạt hiện tại trong tống kim thì đạt 201 đó, như Khải vừa rồi cái cánh đất ra thì trong tống kim đạt 201 cũng khá ok rồi, mà nếu đạt 261 nữa thì càng min em. Nếu muốn 261 thì cái đao phải 393 hoặc là 43 thì mới đạt được 261 tống kim cho anh em đó. Rồi còn Khải chỉ được 261 thôi. Rồi một cây set ăn ban hồng mỹ đó. Đó, nói chung ở bên phe thua là đánh khó lắm anh em ơi. Phe thắng thì điểm lên vèo vèo luôn, không phe thua thì ra chết người ta ép nhà, không đánh nổi. Đây là chết là tử vong là nô một luôn đó, tử vong nô một luôn, 33 cao nhất trong này luôn đó. Đánh đủ sắp mạch chịu không nổi. Rồi tiếp tục đó là bao tay xương tinh. Bao tay xương tinh này ở video trước Khải có ép cho anh em xem rồi. Bao tay xương tinh 3 cấp 9x đó. Rồi đôi giày vụ ảo, đôi giày vụ ảo thì ở server này được ép bao tay xương tinh. Đôi giày vụ ảo thì đôi giày vụ ảo nào cũng khá là đẹp anh em ơi. Nói thiệt thì đôi giày vụ ảo này cũng tương đương gọi là gần mắt 97-98% rồi nè. Còn bao tay này đỡ nói thì tầm này thì 3 cấp 9x thì nó khoảng tầm 90% rồi nè. Tại vì ép bao tay chỉ mong sao cho 3 cấp 9x là gọi là ok rồi nè. Còn lại mắt ở dưới thì lên cũng được, không lên cũng chả sao. Tại vì lên thì thêm được vài chục lượt tay nữa, hay là vài trăm lượt tay nữa, cao lắm 100-200 lượt tay cũng không lên nữa thôi. Thì quan trọng nhất là cái bao tay 9x đó. Rồi đến cái đai lưng thì hôm qua ép cũng được anh em ạ. Nó mít cái chón 36 chón, nhưng mà bù lại đôi giày này thì Khải được 81 chón, thì nói chung cũng đạt chón như nè, cũng đạt chón 80. Rồi làm chậm 27 làm chậm 50, phòng thủ 27, nói chung đai lưng này ép cũng ok. Rồi còn là hai món là phòng thủ lý và phòng thủ lý đó. Ít hôm Khải sắm thêm cái áo xương tinh nữa thì có thể tăng thêm tầm 300 đến 500 lực tay nữa nè, tùy theo áo mát hay đẹp hay xấu. Đấy. Thì luôn xét đồ Khải thì hiện tại là 80 chón này nè. Đó 80 chón và mà như thế này là 135 chậm. Đấy, 40 với đai lưng là 130, kèm với nghe 10 thì có thể là 165 chậm. Đó, xét đồ vậy thôi nè. Phi dân. Hôm nay thiếu phi phong kỹ năng một cấp này, có một cái phi phong kỹ năng một cấp nữa là hơi bị ngon luôn nè. Đó. Rồi, ok cho anh em. Anh em xem video đừng quên đỡ lại cho video Khải một like chia sẻ cho anh em ơi. Đó, lâu rồi mà đánh tống kim, nói chung là hôm nay thì điểm của Khải đây. Đó, nhiều anh em còn chưa biết điểm của Khải đó. Khải lực tay Khải thì 11k5, gần 11k5. Tăng kiểu này là tăng 64 nha anh em, 6 chút mạnh là 4 chân khí, 64. Còn lại bên này đó, chống phái nè. Rồi, skin nè. Thiếu một cái phi phong kiểu này nữa, thằng lên cấp lên ngon nữa. Đang bực nào kia đánh một cấp. Đây này đang sở hữu cho Khải đó là 3 kỹ năng vốn có anh em, càng khôn 2 cấp và kỹ năng 1 cấp từ mặt nạ. Rồi. Anh em xem thì đừng quên đó là một like chia sẻ ủng hộ cho anh em ơi. Đừng quên nhấn nút đăng ký kênh nha anh em. Nói chung thì Khải hay livestream vào lúc 7 giờ tối hoặc là 7 giờ tối hơn hàng ngày, và video hàng ngày thì Khải sẽ up vào lúc 11 giờ 15 phút nha anh em. Anh em nào mà có thích thì đừng quên đó là cho Khải một đăng ký kênh ủng hộ cho anh em ơi, trên fanpage cũng như là kênh YouTube nha mọi người. Cảm ơn em rất nhiều nha. Chúc anh em một buổi xem video vui vẻ nha.